Ok, xin mọi người, mình là Vượng đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Plan vẽ Zombie 2. Và bắt đầu chơi nào. Ok, ở tập trước mình đã chơi đến level cho chơi 3 ván đúng không? Ủa, mình đã chơi được 3 ván. Và bây giờ sẽ đến bàn thứ 4. Ok, đây mình sẽ có cái bức giải ok, cái con này ta như mình xem là qua là có thể là cho ba thì có thể làm hỏng ba zombie, giữa ba có cho ba zombie thì sẽ gặp ba zombie thì không quá 4 lần, nghe không có 4 con nên là nó sẽ có thứ gì đó rồi. Rồi, chiều luôn một quả nữa đi rồi, làm nguy cấp làm đi. Rồi mình đã có một con nữa rồi. Cấp ở trên rồi. Bây giờ nó đã không nổi. Cày hết. Được ba cái hộp gì đó mình không biết, có một cái bay này, điện cả cái băng đúng không, mũi tên chỉ lên bầu trời là điện cái băng, mà mình sẽ ấn thôi, mình không biết nó sẽ được cái gì đây. Rồi next level. Ok, đây là gì đây? Ô băng này. À, cái gì mà băng đầy không? Chán nha. À, thế kìa. Cứ vừa bay ra. À, ok. Rút cứ vừa ngoài, rút cứ vừa ngoài, rút cứ vừa ngoài. À. Ui, kinh. Giật điện luôn nhỉ? Đây. Đi rồi ơi. Cái này. Cái này khó nhỉ. Cái này thế nào. Cái này mạnh hơn đấy. Nhưng mà không thích lắm. Outside
Ồ, hai quả chết một rồi. Thêm một con mới là một cái con băng. Thế nhưng mình biết con này khi mà zombie lại gần vào nó thì zombie sẽ bị đóng băng vào một thời gian nhất định. Và ưu tiên của nó là sẽ làm cho toàn bộ zombie mà sẽ bị đóng băng hết. Đây lợi thế của con này. Và giá là rẻ, nó cực kỳ rẻ, nó là không đồng. Điểm yếu của nó là thời gian nó hơi lâu rồi. Không sao. Ồ, đây có cái shop. Ồ, nó kim cương. Đồ 20. Ồ, ok, mình sẽ bỏ cái Ai Cập zombie. 100 cái à. 4 cái bông hoa lên rồi. Mình sẽ cho vào đấy đi tí. Ok. Được một cái hạt, hạt đậu. Ồ, đây có rất nhiều giá này, đang xe lê óp này. À, xe lê óp 5.000 được cái bông cái con nấm như gì đó mà. Đang rất là nhiều thứ ở đây này. Ở đây có cả flan này. Bắn này, đẹp đấy nhở. Uầy, là con đẹp rồi. Còn con gà, con ếch, còn mấy con này. Đẹp phết đấy. Ok. Ở đây có một cái play event này. Pita Party à. Là mình sẽ thử chơi. Là thúi ngồi bông ấy, nó mình cứ treo một cái dạng đó xong mình cầm gậy đập đập con đấy ra. Sẽ được kẹo. Ồ, có boss kìa. Rồi. Mình sẽ một con này level 2. Con này lại level 1. Và con 3 đầu. Cái gì đâu? À. Ô cái gì đấy? Mới nhẹ. Mình nói đấy vẫn được này. Nó vẫn chưa hiểu tác dụng của nó là gì. Đây. Đây mình có một cái nữa này. Đặt lên rồi cái con flan của mình nhá. Và mình vẫn chưa biết tác dụng của nó là gì luôn. Khó hiểu nhỉ. Thế á, mình sẽ thử. Đây mình cho này nữa thôi. Gì ấy? Mình sẽ thử cho là có gì nữa. Ui, cả 3 con luôn nhỉ. Úi dồi, không sống nổi được luôn ấy. Dẫn đầu phá hưu rồi. Nhiều ấy. Ồ. Ồ cái gì ấy? Cây ấy. Ok. Ồ cái boss kìa. Tấn công. Đúng rồi, phải tấn công. Đúng rồi, ôi nó bắn kìa. Không sao, mình quá khỏe rồi. Ồ. Quá khỏe, không phải thắng nổi luôn. Rồi mình sẽ có bao nhiêu rồi? 4 này, 8. Rồi, 20 cái thì mình sẽ chọn 3 cái rồi. 1 cái rồi, 2 cái. Ồ, lại 2 con giống nhau. 1.000 coin kìa. Ồ, cái xô. Xô nhiều tiền đấy. Ok. Ồ, làm như thế cơ. 3 đầu. Đó thế. Chắc chắn sẽ phải cầm 2 con ở đây nữa. Chúng con bắn 2 đầu. Trận mình thấy trận này cũng khá là thú vị. Đà. Nhiều cái con hành tây này sẽ là cái tất cả các trưởng sẽ có nhiều. Chứ có một ô tròn thì mình sẽ có 2 ô tròn thì sẽ có 2 con đấy để dùng trưởng. Mình sẽ tiết kiệm, mình chưa dùng vội. Đấy nó khá là yếu mà chưa đến mức rồi bọn nó khỏe quá. Rồi đến đây rồi. Úi dồi ôi.
bắn đây, bắn luôn, ngay vào luôn. Úi dồi ôi, mình sẽ đâm được cái khẩu đây nữa. Đây, nó cần trợ giúp, cái bát đấm rồi. Thành công. Rồi, thành công ngay. Chết rồi, cái này khác mà thắng rồi. Ôi dồi. Ôi dồi ôi. Boss đâu ra thế này? Đông quá. Rồi, mở đi. Làm sao? Trời. Không có tuổi vào luôn. Quá canh rồi. Những canh như này không bao giờ phải vào được. Ok. Giờ đã hết mòn của mình rồi. Không sao, mình hiểu cũng được. Oh my god. Thả hay không? Chết rồi. Mới là trục trặc một tí, mình máy mình có bị vấn đề nên là mình phải nhớ là cắt. Chắc mình sẽ cắt phần này đi rồi đấy. Nên là mình nhớ mình lỗi một số vấn đề, nó không bị trục trặc. Rồi mình sẽ lấy một cái hai cái đầu này. Ô, một hai cái bóng tối này. Một nhìn coi luôn. Ơ lại cái thùng vàng. Đâu thùng vàng rồi, thùng vàng. Hi hi. Rồi. Và rồi xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ có một cái chậu. Không biết vào đây làm gì. Ở đây này. Có một cái con đồng xu gì nữa. Ta coi ba kim cương. Rồi. À. Khi là hết một thời gian thì nó sẽ cho mình tiền. Đúng không? Con ong à. À nó ấn vào đây cho mình tiền. Đâu? Không, muốn giảm thời gian thôi. Và mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Nếu bạn thích video hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mình được lựa chọn video mới. Và các bạn muốn mình làm thêm những cái nào mới ở trong thế giới này hoặc là một game mới nữa thì hãy comment phía dưới nhá. Ok, mình là Vượng, chào các bạn. Bye bye.